Nếu các bạn không quên, một năm trước Apple Pay chính thức hỗ trợ Việt Nam. Còn thật ra là trên kênh Relapse thì mình đã làm những video trải nghiệm nó ngay tại Việt Nam từ trước đấy phải khoảng cả tháng rồi với TP Bank. Và rất cảm ơn ngân hàng này đã có release tính năng sớm trước cả khi Apple cho phép. Cho nên có vẻ như là sau đó họ đã bị Apple phạt. Vào tháng 8 năm ngoái khi Apple Pay chính thức hỗ trợ tại Việt Nam thì mình chỉ thấy cái hoạt động được với các ngân hàng như là Vietcombank, MB hay là VP Bank thôi. Chứ còn TP Bank thì phải chờ mãi sau đấy một thời gian thì những người dùng ngân hàng này mới được hỗ trợ Apple Pay. Ok, thì đây là một số những trải nghiệm của mình với Apple Pay sau một năm, không chỉ tại Việt Nam mà còn ở cả những quốc gia khác nữa. Và một năm trước ấy, thì mình đã có làm một số những cái video chia sẻ quan điểm là liệu Apple Pay có thay đổi được cái ngành công nghiệp thanh toán điện tử tại Việt Nam hay không. Đây có phải là một cú đấm vào những dịch vụ như là quét mã QR này, ví điện tử Momo này, vân vân và mây hay không? Thì kết luận lại đấy là chưa các bạn. Apple to thật đấy nhưng mà Apple Pay thì chưa đủ lực. Ok, lực ở đâu thì đây. Đầu tiên về mặt lý thuyết, Apple Pay sẽ rất tuyệt vời bởi vì nó đảm bảo được 3 yếu tố cần thiết của một dịch vụ thanh toán điện tử. Đó chính là nó có tính bảo mật cao, nó có mức độ hỗ trợ rất lớn và nó có tốc độ xử lý rất là nhanh. Bảo mật cao ở đâu? Thì Apple Pay sẽ hoạt động dựa vào ứng dụng ví wallet, và thay vì các bạn phải cầm những cái thẻ vật lý đi để chạm vào các cái máy POS hay là quẹt thanh toán thì các bạn sẽ thêm nó vào đây. Và lúc này cái chiếc điện thoại của các bạn sẽ lưu trữ một phiên bản thẻ ảo của chính cái thẻ vật lý đó. Cho nên rõ ràng về mặt an toàn là nó ok hơn rồi. Cái thẻ vật lý các bạn làm rơi, người khác nhặt được mà các bạn chưa kịp khóa thẻ, người ta có thể đi quẹt thoải mái ở bất kỳ đâu. Nhưng điện thoại các bạn có làm rơi làm mất ấy, thì người ta cũng phải biết được passcode, hoặc là người ta phải làm thế nào để vượt qua được lớp Face ID này thì mới có thể mở khóa để quét Apple Pay của các bạn. Ngoài ra cái thẻ của các bạn ở trên Apple Pay này nó sẽ không được lưu lại thông tin các bạn ạ. Apple chỉ duyệt thông tin lần đầu tiên để sau đó kết nối với bên ngân hàng và kiểm duyệt và làm các thao tác để có thể xác nhận được bạn là chủ của cái thẻ này, và thẻ này đang được ạt vào máy để biến thành một cái thẻ ảo thôi. Chứ sau khi các bạn đã thêm thẻ vào cái ví Apple thành công thì các bạn có thể thấy là nó sẽ tạo ra một cái thẻ ảo lưu ở trong Apple Pay với cái số đuôi khác với cả thẻ vật lý nhá. Cho nên mỗi khi mà ứng dụng báo về là đã có một giao dịch trừ tiền từ cái thẻ này thì các bạn nhìn vào số đuôi các bạn sẽ biết được đây là giao dịch là từ Apple Pay hay là từ cái việc các bạn cầm cái thẻ vật lý này đi quẹt. Đặc biệt là nếu anh em nào mà có dùng những cái đồ khác thuộc hệ sinh thái Apple như kiểu là MacBook hay là iPad hay là đồng hồ đi nữa thì thông tin thẻ này cũng sẽ được đồng bộ trong iCloud, và các bạn có thể sử dụng những cái thiết bị khác để thanh toán. Ví dụ như là MacBook thì các bạn sẽ có thể thanh toán trên các website, tất nhiên là sẽ phải quét Touch ID. Với đồng hồ thì các bạn có thể cũng chạm cái đồng hồ vào một cái máy POS nào đấy là thanh toán được. Nhưng mà tất nhiên các bạn cũng sẽ phải nhập mật mã để có thể thanh toán được. Đây là mình đang lấy ví dụ với những cái sản phẩm mới mình đang dùng nhé, chứ kể cả các bạn dùng những chiếc iPhone cũ như là iPhone XR, XS Max hay là kể cả những chiếc Apple Watch cũ thì nó vẫn hoàn toàn hỗ trợ những cái tính năng này. Nếu mà các bạn quan tâm đến những sản phẩm Apple với mức giá thật, rẻ thật, lúc nào cũng tốt như vậy thì mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả video. Các bạn có thể tham khảo ngay tại XT Mobile nha. Sắp tới thì sẽ có 16 rồi, nhưng mà hiện tại thì các bạn hoàn toàn có thể mua những cái dạng hàng thị trường khác này hay là hàng cũ với mức giá bình ổn và khá là tốt trước đợt iPhone 16 về hàng. Ví dụ như là 15 Pro Max mình đang dùng đây, bản cũ có 24 triệu. Wow. Còn hàng công ty thì vẫn là 28 triệu, giá chuẩn thôi, tất nhiên rồi, hàng chính hãng VNA mà, yên tâm về mặt bảo hành và hậu mãi. Về mức độ hỗ trợ thì theo một số nghiên cứu mình thấy, ở Việt Nam hiện tại 87% các máy POS là loại máy hiện đại có hỗ trợ tính năng thanh toán một chạm NFC. Ngày xưa thì chúng ta sẽ dùng những cái thẻ phải quẹt qua cái khe, thẻ MST ấy các bạn, và Samsung Pay vào thời điểm đó đã đi đầu, đi trước Apple ở việc là họ, cái ví của họ hỗ trợ thêm cả những cái thẻ MST như thế này. Cho nên Samsung Pay rõ ràng rất là ngon. Nhưng mà hiện tại như mình thấy Samsung Pay thì cũng loại luôn cái tính năng hỗ trợ thẻ MST rồi, chỉ còn hỗ trợ thẻ thanh toán qua NFC thôi. Tức là nó cũng tương đồng với cả Google Pay hay là Apple Pay. Cuối cùng thì lại quay trở lại bằng nhau hết. Và thứ ba là về mặt tốc độ. Tất nhiên nhanh nhất vẫn cứ là dùng tiền mặt, nhưng mà chỉ là khi các bạn thanh toán những cái khoản tiền chẵn và vừa vừa nho nhỏ thôi. Chứ bây giờ các bạn mà chồng một cục tiền khoảng 100 triệu thì các bạn cũng mà đếm tiền đến ối dồi ôi, thậm chí còn có nguy cơ đấy là tiền giả các bạn ạ, lại phải đi qua một cái máy đếm tiền xong rồi kiểm soát tiền giả. Hoặc là nếu các bạn thanh toán những khoản nhỏ mà tiền lẻ cần phải trả đi trả lại, chắc chắn là nó không thể nhanh được bằng Apple Pay hay là quét mã QR. Nhưng mình vẫn thấy là cái kiểu phương thức thanh toán thẻ ảo qua tích hợp ví như thế này nó vẫn sẽ mang lại một cảm giác nhanh hơn so với cả quét mã QR. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì nếu mà các bạn thanh toán bằng những cái phương thức như là Apple Pay ấy, thì thao tác của các bạn rất đơn giản. Ấn hai lần nút nguồn này, quét Face ID và bây giờ hiện cái thẻ lên thì chỉ cần dí thẻ vào máy POS. Còn lại
chủ yếu những cái thời gian chờ đợi sẽ là chờ đợi từ phía người bán hàng, họ nhập cái giá trị của hóa đơn vào. Sau khi quét xong thì cái máy POS đấy sẽ liên kết tới ngân hàng và sẽ trao đổi thông tin sau đó để có thể trừ tiền ở trong tài khoản của các bạn. Cho nên cái thời gian tốn ở phía các bạn là cái người thanh toán ấy nó rất là ít. Còn trong khi nếu như mình đi đổ xăng nhá, mà mình phải quẹt QR nhá, thì mình sẽ phải mở app ngân hàng lên là một này, ấn vào quét QR là hai này, dí vào cái mã QR đấy là ba này. Xong rồi mình sẽ nhập số tiền, chờ nó lốt một lúc xong rồi nó quét mặt mình, sau đó thì ấn gửi là 6 này. Tất nhiên một số cây xăng sẽ có những cái mã QR động, tức là người bán, người đổ xăng cho các bạn sẽ nhập luôn số tiền vào và nó tạo ra một cái mã QR để các bạn chỉ cần quét là hiện luôn số tiền và ấn thanh toán, thì vẫn cứ là tốn khá là nhiều bước so với việc chỉ cần quét mặt xong rồi dí cái thẻ ra. Thế nên Apple Pay nó nhanh hơn là rõ rồi. Nhưng đấy là ở lý thuyết, còn thực tế khi mà mang một dịch vụ thanh toán điện tử mới như thế này vào thị trường Việt Nam và trong thực tế trải nghiệm của mình, thì các bạn không biết các bạn nghĩ sao, các bạn có thể comment ở bên dưới những cái lợi ích tiện dụng hay là những lần các bạn đã tận dụng được Apple Pay nhé. Nhưng mà như mình ấy, thì mình chỉ dùng Apple Pay ở Việt Nam đúng hai chỗ thôi. Một, như mình đã nói, cây xăng, nó nhanh, nó tiện, chứ cứ chờ quét QR thì người đằng sau nhìn vào sau lưng cảm giác nó giật mình lắm. Và thứ hai, đấy là khi mình đi mua đồ ở Soko K hoặc là thi thoảng mình ăn ở một số cửa hàng có hỗ trợ máy POS. Bởi vì 87% những cái máy POS hiện tại có hỗ trợ NFC rồi, nhưng 99,99% số lần mình tiêu dùng và mua sắm ấy, thì mình lại mua sắm và ăn uống và tiêu dùng ở những cái chỗ không có máy POS luôn, chứ đừng có nói đến việc là có hỗ trợ Apple Pay hay không các bạn ạ. Và thậm chí là một vài cửa hàng nhá, nhìn cũng to đấy, nhưng mà đi vào mình hỏi ấy, là em ơi chỗ này có quẹt thẻ được không, bạn nhân viên lại bảo là không anh ạ, chuyển khoản, mà lại còn chuyển khoản vào tài khoản cá nhân cơ, không biết là có liên quan đến thuế má hay cái gì hay không. Nhưng mà đấy, hiện tại mình thấy cái việc mà hỗ trợ Apple Pay vẫn chưa được quá là chấp nhận từ phía người cung cấp dịch vụ, người bán hàng là một. Và cái thứ hai, đấy là rõ ràng độ phổ biến của 4G và Wi-Fi nó sẽ cao hơn độ phổ biến của máy POS rồi. Mình toàn ăn cơm đường cháo chợ thôi, mình toàn mua hàng ngoài chợ thôi. Kể cả cái Winmart ở gần nhà mình ấy, máy POS còn chưa hỗ trợ NFC, thì mình phải làm thế nào? Chỉ có lôi điện thoại ra mà quét QR thôi chứ còn gì nữa. Cho nên để nói mà Apple Pay thay thế được cái trải nghiệm sử dụng của mình này, thay đổi được trải nghiệm thanh toán của người Việt nói chung hay là của mình nói riêng ấy, thì không các bạn ạ. Ở Việt Nam nó vẫn cứ là thêm một phương thức thanh toán tiện hơn, nhưng để mà cạnh tranh được với những cái dịch vụ đang có ở Việt Nam thì mình nghĩ là không. Cái này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì thật ra Apple Pay nói riêng hay là Google Pay, Samsung Pay hay những cái dịch vụ thanh toán qua thẻ ảo tích hợp vào ví ở trên điện thoại nói chung ấy, nó là một phương thức bảo mật và an toàn hơn của việc là thanh toán bằng thẻ vật lý. Mà thẻ vật lý thì là bước tiếp theo của thanh toán bằng séc, séc là bước tiếp theo của thanh toán bằng tiền mặt là bước tiếp theo của thanh toán bằng hiện kim như kiểu là vàng bạc, và nó là những cái dấu vết của các phương thức giao thương khá là cũ. Chứ còn như mình thấy thì mã QR nó mới là tương lai các bạn ạ, và Việt Nam chúng ta đã đi tắt đón đầu rồi. Trước cả khi Apple Pay hỗ trợ tại Việt Nam thì những cái mã QR thanh toán miễn phí này, hỗ trợ tất cả mọi hệ thống ngân hàng này, đã kịp thời hiện diện ở khắp mọi nơi trên Việt Nam rồi. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Apple Pay không có giá trị đối với mình hay là không có giá trị đối với chúng ta. Bởi vì mỗi khi mình ra nước ngoài thì mình lại dùng Apple Pay rất là nhiều. Ở một số quốc gia ở châu Âu mình có đi như là Tây Ban Nha hay là như Pháp, thì kể cả những cái cửa hàng rất là nhỏ mà ở Việt Nam chúng ta có thể gọi là tiệm tạp hóa các bạn ạ, họ cũng có những cái máy POS để quẹt thẻ Apple Pay. Và đó thậm chí không phải là những thành phố lớn nhé, không phải những thành phố du lịch nhé. Cho nên là không phải là họ làm máy POS, họ phổ cập máy POS như vậy để cho dân du lịch dùng đâu, mà là họ phổ cập như vậy để cho những người kể cả là thanh toán nội địa, họ vẫn dùng những cái phương thức như kiểu là quẹt Apple Pay, quẹt Samsung Pay, quẹt thẻ để thanh toán Visa, thanh toán Mastercard. Thứ hai là với ví dụ là Đài Loan đi, khi mình sang đó ấy, thì họ lại không hỗ trợ Mastercard hay Visa card, họ không tham gia vào cái hệ thống ngân hàng đó. Những ngân hàng ở bên Đài Loan thì thường là sẽ tham gia vào Union Pay, và khi mình đến kể cả những cái chuỗi cửa hàng tiện lợi rất là lớn ấy, thì nó cũng chỉ có hỗ trợ Union Pay này, hoặc là Google Pay, hoặc là Apple Pay. Và cái thời điểm mình sang Đài Loan vào tháng 4 năm 2023, lúc đó Apple Pay chưa có hỗ trợ, chưa có làm việc được với các ngân hàng, và cái ngân hàng TPBank hay là Techcombank mình dùng chưa tích hợp được thẻ vào trong điện thoại iPhone. Cho nên là lúc mình đi mua hàng cũng đúng kiểu ối dồi ôi luôn ấy, lỡ quên không đổi tiền mặt rồi, mang mỗi cái thẻ vật lý đi là thẻ Visa thì không quét được, iPhone thì lúc đấy chưa có hỗ trợ gì hết. Thế là may sao trộm vía mình phải dùng một cái chiếc S23 mang theo, mình thêm cái thẻ của mình vào trong Google Pay và sau đó mình thanh toán bằng Google Pay. Thì đó, những cái phương thức như kiểu là Google Pay hay là Apple Pay thì cũng sẽ rất là tiện lợi khi các bạn ra quốc tế, và cũng sẽ tiện lợi ở các thành phố du lịch ở Việt Nam. Thì việc phổ cập các cái máy POS để hỗ trợ những tính năng thanh toán quốc tế như thế này sẽ rất là tiện,
các khách du lịch sẽ không cần phải đổi tiền mặt, họ cũng không cần phải lo về việc là có một cái tài khoản ngân hàng nội địa Việt Nam để có thể chuyển tiền bằng mã QR nữa. Cho nên là mình thấy cái việc phổ biến Apple Pay ở Việt Nam thì cũng khá là có lợi. Còn để chốt lại ở hiện tại thì mình thấy Apple Pay nó đang hơi đi chệch hướng khỏi những cái gì mà Apple dự định ban đầu. Bởi vì các bạn có nhớ không, ban đầu họ làm Apple họ làm ra cái ví này, họ cung cấp cái tính năng tích hợp thẻ vào để thanh toán Apple Pay này, sau đó sẽ có cả Apple Cash, Apple Pay Later, tức là dịch vụ mua trước trả sau, rồi chuyển tiền, rồi họ phát hành cả những cái thẻ vật lý. Tức là Apple đã từng có cái thời điểm muốn nhúng chân vào thị trường fintech, thị trường công nghệ tài chính, và Apple Pay hay là ví Apple là những cái bước đệm khởi đầu để họ tham gia vào thị trường này. Tuy nhiên gần đây thì mình cũng đã làm một video chia sẻ với các bạn rồi, là Apple đang có một số những cái bước vấp ngã ở trong thị trường này. Và hiện tại ngân hàng kết hợp với cả Apple làm những cái dịch vụ liên quan tới tài chính kinh tế là Goldman Sachs, thì họ cũng đã có vẻ có một số thông tin là họ đã rút lui rồi. Cho nên tính ra hiện tại Apple Pay nó không còn là một cái bước chân, bước đệm đầu tiên để Apple tiến chân vào thị trường này nữa, mà nó dần lại quay trở lại với bản chất của nó. Đấy là một dịch vụ nho nhỏ nằm trong hệ sinh thái Apple, giữ chân người dùng lại trong hệ sinh thái này và khiến cho người dùng có những cái trải nghiệm rất là thuận tiện, rất là mượt mà khi mà họ sử dụng các cái sản phẩm của Apple nói chung, từ đó gắn chặt họ lại vào trong hệ sinh thái này thôi. Chứ nói về việc là liệu Apple Pay có tung một cú đấm vào ngành thanh toán điện tử, Apple Pay có giúp cho Apple chuyển từ công ty iPhone thành công ty dịch vụ tài chính hay không, thì hiện tại là không, hơi thất bại một chút các bạn ạ. Đó là những suy nghĩ của mình. Còn các bạn nghĩ sao? Đừng quên để lại comment ở bên dưới nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.